Chào mọi người, khách vừa mới treo cung chân mày à, dấu chỉ một bên à. Bên này ha. Mọi người cùng nhìn nhé, cái đường chỉ à, rất là đẹp. Phẳng luôn ạ. Hoàn toàn dấu, nhìn không rõ là vừa phẫu thuật nhé. Còn bên này à, da trùng nhiều, nó che sệ hết cả mắt đi à, già, trông già nó không được đẹp. Cái mắt này bên này là thoáng hơn, tuy nhiên là mắt của chị ấy vẫn còn là chưa làm mí nên là nhìn trông nó chưa được rõ nét mí á. Chỉ cần phải cắt mí nữa cho nó sẽ đẹp hơn. Còn đường treo cung nó đã treo hết những cái đuôi mắt rồi.